Sáng 22 tháng 6 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến với Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba nhân chuyến sang thăm chính thức Việt Nam. Tham dự có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chào mừng đồng chí Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba và đoàn sang thăm chính thức Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Cuba vừa tổ chức thành công tổng tuyển cử, bầu ban lãnh đạo nhà nước, chính phủ và quốc hội khóa 10, nhiệm kỳ năm 2023-2028. Qua đồng chí Bộ trưởng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gửi lời thăm hỏi và lời mời đồng chí Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba sớm sang thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Khẳng định quan hệ quốc phòng hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành trụ cột và hình mẫu thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, quân đội hai nước đã duy trì triển khai hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với các văn bản thỏa thuận đã ký kết và sự thống nhất giữa lãnh đạo hai nước, hai quân đội, đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, công nghiệp quốc phòng, quân y, đào tạo. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, thành công buổi hội đàm giữa hai đồng chí Bộ trưởng hôm nay là cơ sở để Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai thiết thực hiệu quả các nội dung tại hội đàm được hai bộ trưởng đã thống nhất, cũng như phù hợp với kế hoạch hợp tác năm 2023 đến năm 2025 vừa được hai bên ký kết. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Álvaro López Miera chia sẻ, tình cảm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho đoàn cũng như cá nhân Thượng tướng Álvaro López Miera rất ấm áp và trọng thị. Từ kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023 đến năm 2025 được ký kết với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội đàm vừa qua, thì Thượng tướng Álvaro López Miera cho rằng đây là cơ sở để quân đội hai nước triển khai hợp tác trên các lĩnh vực, qua đó góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai nước, hai quân đội.